Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, bài tiết giúp cơ thể thải ra ngoài các chất độc hại. Tuy nhiên thì ở rất nhiều người, nhất là người trung niên và cao niên, thường xuyên gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến hệ bài tiết. Và trong đó phổ biến là hiện tượng tiểu són, tiểu gấp, tiểu không kiểm soát, tiểu nhiều cả ngày lẫn đêm. Và đây là những triệu chứng điển hình của bàng quang tăng hoạt OAB. Khi bàng quang co bóp không đúng thời điểm, cơ thể sẽ tạo ra cảm giác móc tiểu đột ngột, cần đi ngay. Nếu nín nhịn, có thể sẽ gây ra són tiểu. Hiện nay trên thế giới thì có hàng triệu người mắc chứng bệnh này. Tuy nhiên hơn 50% bệnh nhân do tâm lý xấu hổ, e ngại, thường âm thầm chịu đựng trong thời gian dài mà không đi khám chữa hay là tự chữa theo kiểu ai mách gì thì chúng ta dùng nấy. Và từ đó đã dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm như là stress, thiếu ngủ, gây đột quỵ, té ngã chấn thương và làm trầm trọng các bệnh lý nền như là huyết áp hay tim mạch. Như vậy thì đâu là giải pháp để cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són, giúp ngăn chặn kịp thời các biến chứng nêu trên? Với chủ đề cách khắc phục tiểu đêm, tiểu nhiều lần tránh biến chứng nguy hiểm, ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi với sự đồng hành từ chuyên gia khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào anh sĩ Quang Quý. Kính chào khán giả của chương trình. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, tổng đài 1900 3192 của chúng tôi ngay lúc này đã mở rồi ạ. Nếu mà quý vị khán giả đang gặp phải tình trạng như Quang Quý vừa nêu, tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB, hãy nhanh tay gọi điện thoại đến tổng đài 1900 3192 để được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn giải đáp trực tiếp quý vị nha. Và kính thưa quý vị, đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là nhãn hàng Ít Niệu Khang của công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phobiết. Ít Niệu Khang là sản phẩm tiên phong chứa nguyên liệu Goles từ Thụy Sĩ, chiết xuất từ hạt bí đỏ đặc biệt Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát ở cả nam và nữ mắc hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Ít Niệu Khang đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội. Kết quả đăng trên tạp chí Y học Việt Nam cho thấy trên 96% người dùng hiệu quả, tăng khả năng đàn hồi cơ bàng quang, duy trì sự ổn định lâu dài của bàng quang và từ đó giảm tái phát rối loạn tiểu tiện. Và thêm một tin vui dành cho quý vị khán giả, nhãn hàng có chương trình ưu đãi đặc biệt là mua 3 tặng 2 cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện thoại tới số điện thoại miễn cước 1800 6723 đặt mua Ít Niệu Khang. Theo đó thì 100 khách hàng đầu tiên đặt mua 3 lọ Ít Niệu Khang 80 viên sẽ được tặng ngay 2 hộp Ít Niệu Khang 20 viên, tổng giá trị quà tặng lên tới 310.000 đồng. Quý vị hãy gọi ngay tới số điện thoại miễn cước 1800 6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và đặc biệt là chương trình ưu đãi mua 3 tặng 2 quý vị nha. Còn ngay bây giờ, hãy cùng với Quang Quý bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Kính thưa bác sĩ, gần đây thì chương trình cũng đã nhận được khá là nhiều những cái câu hỏi là quan tâm về cái vấn đề là tiểu đêm, tiểu nhiều lần và đặc biệt là tiểu gấp. Nếu như mà không đi nhanh thì sẽ bị són ra quần và không thể nhìn được và đây cũng là một cái tình trạng khá là tế nhị. Nhưng mà đa số quý khán giả gặp phải cái triệu chứng này đều là dấu hiệu của tuổi tác dẫn đến tình trạng bệnh như vậy và ngại cho nên là không có dám đi khám. Như vậy thì đâu là dấu hiệu của những và đây là dấu hiệu của những căn bệnh gì và cũng như là có nguyên nhân xuất phát từ đâu và trong cái trường hợp là nếu không chữa thì có dẫn đến những cái biến chứng nguy hiểm gì không ạ? Dạ vâng, cái triệu chứng mà chúng ta thường gặp trên người lớn tuổi đó là cái mà tiểu đêm, tiểu nhiều lần và tiểu lắt nhắt, đặc biệt là tiểu không kiểm soát. Thì đây là một bệnh lý mà nó gắn liền với cái tuổi tác. Khi chúng ta lớn tuổi thì hoạt động của các cơ quan trong cơ thể bắt đầu bị suy giảm. Thì trong đó nó cũng có cái hệ tiết niệu và cái bàng quang của chúng ta nó là một cái khối cơ. Khi chúng ta lớn tuổi thì cơ bắt đầu bị nhão ra. Do đó cái điều hòa hoạt động của cơ thắt cơ nó sẽ bị rối loạn. Thì nó sẽ gây nên một cái tình trạng là gì? Làm cho bệnh nhân đi tiểu một cách là gì không kiểm soát được. Cái thứ hai nữa, bình thường thì cái bàng quang nó sẽ chứa được cái lượng nước tiểu là khoảng 300-400ml thì bắt đầu mới có một cái cảm giác là mắc đi tiểu. Thì bây giờ do cái tình trạng là tăng cái co thắt khi chúng ta bắt đầu là thay đổi về nội tiết nè, bắt đầu chúng ta lão hóa nè, thì khi đó là cái chỉ cần một cái lượng nước tiểu nhỏ thôi thì nó đã kích thích cái cơ bàng quang làm cho cái cơ bàng quang của chúng ta co thắt và khi đó chúng ta mắc đi tiểu. Và cái cảm giác mắc đi tiểu nó rất là lạ là vì nó tăng co thắt nên khi đó nó làm cho chúng ta phải đi tiểu nhanh và đi tiểu gấp chứ không thể nào là nhịn tiểu được. Thì đây là một cái cảm giác rất là khó chịu và thường gặp trên người lớn tuổi, đặc biệt là ở cả nam lẫn nữ. Trong đó một cái bệnh lý mà thường gặp đó là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt hay còn gọi là OAP. Thì bàng quang tăng hoạt OAP là một bệnh lý lành tính.
Nhưng mà nó làm gây cho chúng ta là gì? Mất đi cái gọi là cái chất lượng của cuộc sống. Do đó lúc nào đi đâu mình cũng lo lắng là không biết chúng ta sẽ đi tiểu như thế nào. Rồi đêm chúng ta ngủ thì chúng ta không có, nghĩa là không có lấy lại được cái gì? Cái giấc ngủ ngon. Và người đặc biệt là người lớn tuổi thì khi không có một giấc ngủ ngon sẽ làm rối loạn cái hoạt động của cơ thể. Và như vậy vô hình chung nó sẽ làm sức khỏe của chúng ta suy giảm. Bên cạnh đó thì cái người lớn tuổi của chúng ta lại bị thêm một số cái bệnh lý nền, ví dụ như tăng huyết áp, đái tháo đường, hoặc là bệnh nhân của chúng ta có rối loạn lipid máu, cộng thêm có những cái bệnh lý mất ngủ chẳng hạn, hoặc đau nhức xương khớp, thì lại có cái đi tiểu đêm như vậy sẽ làm cho chúng ta gì gì cái bệnh lý của chúng ta nó không ổn định. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta đi gấp gáp như vậy, chúng ta sợ sẽ tiểu ra quần ha, tiểu ra giường, hoặc là không kịp đến cái nhà vệ sinh, thì khi đó có thể là chúng ta sẽ vấp ngã té và có thể gây chấn thương, ảnh hưởng đến cái sức khỏe rất là nhiều. Đó là những cái biến chứng. Thế để chúng ta biết được là chúng ta có bị hội chứng bàng quang tăng hoạt hay không, thì các bạn sẽ chú ý là theo dõi xem cái số lần đi tiểu của chúng ta trong ngày như thế nào. Bình thường nếu số lần đi tiểu của chúng ta quá nhiều, trên 8 lần trong một ngày, thì chúng ta nên chú ý. Thứ hai nữa là ban đêm chúng ta đi tiểu trên 3 lần một lần. Ngày một đêm chúng ta nên chú ý coi chừng chúng ta rơi vào bàng quang tăng hoạt. Tuy nhiên khi mà chúng ta đi tiểu nhiều nó còn có những cái bệnh lý khác. Nhưng đi kèm theo đi tiểu nhiều mà nó có thêm cái triệu chứng là chúng ta đi tiểu gấp. Nghĩa là mỗi lần đi tiểu là chúng ta không nín tiểu được. Cái thứ hai nữa là đi tiểu của chúng ta, cái lượng nước tiểu của chúng ta cũng không có nhiều lắm. Đó là cái mà cái quan trọng. Và cái thứ ba nữa là có một số trường hợp các bác sẽ thấy là các bác có cái tình trạng là khi chúng ta cười hoặc chúng ta hắt hơi cái chúng ta cũng đi tiểu ra quần. Thì đây là dấu hiệu mà có thể cảnh báo là chúng ta đang bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Nếu có điều kiện thì các bác nên đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám để loại ra những cái nguyên nhân mà cũng chúng ta có thể điều trị. Và bên cạnh đó thì nếu được chẩn đoán bàng quang tăng hoạt thì các bác cũng nên chú ý là mặc dù nghe nó có vẻ lành tính nhưng nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nên chúng ta cũng phải tích cực điều trị để chúng ta có thể có một cái cuộc sống tốt hơn và như vậy nó sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta được lâu bền hơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phần chia sẻ đến từ bác Sơn. Và thật sự là đây cũng là một cái căn bệnh nó khá là tế nhị đúng không ạ? Và đặc biệt đối với người lớn tuổi thì thường có tâm lý không ổn định. Cho nên là những điều này thì cũng rất là ngại chia sẻ với con cháu, là tại vì sợ ảnh hưởng và các con cháu phải lo cho chúng ta. Dạ vâng ạ. Và kính thưa quý vị, như vậy thì cũng như là bác sĩ Sơn đã chia sẻ, thì ở một khía cạnh nào đó thì chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són hay là bàng quang tăng hoạt OAB nếu như mà quý vị chúng ta điều trị đúng cách quý vị nha. Vì thế thì nếu như mà lúc này quý vị có những vấn đề thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ với tổng đài của chúng tôi 1900 3192 để được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn tư vấn trực tiếp về cách thức điều trị quý vị nha. Còn ngay bây giờ thì Quang Quý xin được nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ chúng tôi kết nối cùng vị khán giả đầu tiên ạ. Alo, chào bác sĩ, tôi tên Phạm Văn Bách, năm nay 75 tuổi, ở Đồng Nai. Tôi đi tiểu nhiều lần, đặc biệt là ban đêm. Có những đêm tôi không thể ngủ được, tôi cũng không thể nhịn tiểu được. Buồn là phải đi ngay, nếu không sẽ xón ra quần. Lúc nào người cũng có mùi. Cháu tôi suốt ngày bảo ông có, tôi buồn lắm. Nói ra thì xấu hổ, ngại không dám đi đến đâu. Tôi nên ăn uống điều trị ra sao cho đỡ, chớ nhiều khi muốn uống nước mà không dám uống luôn bác sĩ. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng. Chú Bách ơi, chú Bách đã đi khám bệnh lần nào chưa? À vâng. Và như thế này chú Bách nha. Với tình trạng của chú thì bác sĩ nghĩ là đầu tiên là cái hội chứng bàng quang tăng hoạt rất là nhiều. Tuy nhiên nếu chú Bách có điều kiện thì chú Bách cũng nên đi khám bệnh một lần để cho bác sĩ có một cái trực tiếp khám và có thể chẩn đoán cho rõ chính xác. Nếu mà chú Bách mắc phải cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì chú Bách nên cố gắng là chúng ta nên điều trị. Vì khi chúng ta tích cực điều trị thì cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, các triệu chứng nó có thể lui dần và nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống thoải mái hơn. Lý do tại sao mà chú Bách nên đi khám bệnh là vì ở nam giới ngoài cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ra nó còn có một cái tiền liệt tuyến, và cái tiền liệt tuyến đó đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tình trạng đi tiểu của mình. Do đó chú Bách nên chú ý ha. Và khi được chẩn đoán là hội chứng bàng quang tăng hoạt rồi thì chú Bách nên có một cái chế độ dinh dưỡng như thế này. Đầu tiên là chúng ta phải uống nước cho đủ, vì đối với người lớn tuổi hoặc là những người trẻ của chúng ta đều phải uống nước cho đủ. Trong một ngày, ví dụ một ngày chúng ta có thể uống là từ 2 đến 2 lít rưỡi một ngày, thì chú Bách nên chia cái khoảng những cái nước đó vào những cái buổi ban ngày. Và chúng ta không nên trước khi đi ngủ khoảng chừng 2 tiếng chúng ta không nên uống nước nữa. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta giảm cái tình trạng tiểu đêm. Cái đó là cái thứ nhất.
Cái thứ hai nữa là chúng ta giảm đi những cái chất kích thích, ví dụ như bia, rượu, thuốc lá, đặc biệt là cà phê. Vì cà phê là một cái chất nó có tác dụng là lợi tiểu. Do đó nếu chúng ta sử dụng cà phê nhiều thì có thể làm cho cái đi tiểu của chúng ta nhiều hơn, và như vậy nó sẽ có làm rối loạn nhiều hơn. Và cái thứ ba nữa là chú Bách nên có một cái chế độ dinh dưỡng cho nó phù hợp để nó giúp cho cái cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Có nghĩa là tăng cường rau củ quả cũng như là các cái chất đạm cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Rồi ngoài ra thì chế độ tập luyện cũng rất quan trọng nhé. Là chế độ tập luyện là đầu tiên là chú Bách nên có một cái chế độ thể dục thể thao cho đều đặn. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái sức khỏe toàn thân của mình nó sẽ tốt hơn. Và như vậy khi chúng ta tập thể dục thì các cơ bắp của chúng ta cũng sẽ được điều hòa. Bên cạnh đó thì tập thể dục nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta là điều tiết lại cái hệ thần kinh và nội tiết. Do đó vô hình chung nó sẽ giúp cho các cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, đối với cái hội chứng bàng quang tăng hoạt thì có một cái tập luyện như thế này. Chú mỗi lần mà chú nghĩ đến mắc đi tiểu, chú sẽ nín lại. Nghĩa là mình cố gắng giữ, đến khi nào mà chúng ta không có thể nhịn được thì chúng ta mới đi tiểu. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái hoạt động của cái cơ bàng quang của chúng ta tốt hơn. Chú tập như vậy liên tục trong ngày. Nghĩa là khi chúng ta không mắc tiểu, chúng ta cũng tập cái động tác như vậy. Thì nó sẽ giúp cho cơ bàng quang của chúng ta. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là đêm khi chú ngủ á, thì trước khi đi ngủ và trước khi sau khi chúng ta ngủ dậy đó, thì chúng ta nên tập cái cơ của đáy chậu. Có nghĩa là bằng cách là chú có thể bằng, bác sĩ hay nói là đạp xe đạp trên không. Có nghĩa là chúng ta giơ cái chân lên, nằm ngửa, giơ cái chân lên và chúng ta đạp. Rồi chúng ta đưa lên, đưa xuống cái bàn chân của chúng ta. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cơ đáy chậu của chúng ta nó được chắc hơn. Thì những cái động tác này nó sẽ giúp cho chúng ta có được lại, được phục hồi lại các cái cơ đáy chậu và cơ bàng quang. Bên cạnh đó thì hiện nay có những cái giải pháp từ thảo dược nó sẽ giúp cho chúng ta là phục hồi lại các hoạt động của cơ bàng quang. Một trong những giải pháp từ thảo dược đó đã đến được ở châu Âu, đó là một cái gọi là cái nguyên liệu Goles. Goles là một cái nguyên liệu mà được nhập từ Thụy Sĩ về. Trong đó nó có cái chiết xuất từ cái hạt bí đỏ của Bebo. Hạt bí đỏ Bebo là cái bí đỏ rất là to ở châu Âu á. Và khi đó trong cái chiết xuất đó nó sẽ giúp cho chúng ta là gì? Tăng cường lại cái sức co thắt của cơ bàng quang và điều hòa lại cái hoạt động của cơ bàng quang. Do đó sẽ giúp cho cái cơ bàng quang của chúng ta là gì? Được nhịp nhàng lại và tăng cái sức mạnh của cơ bàng quang. Cái thứ hai nữa là lại có tác dụng là điều tiết lại cái hoạt động thần kinh cơ để chi phối cho cái hoạt động của tiểu tiện. Do đó nó sẽ giúp cho điều hòa lại cái hoạt động tiểu tiện của chúng ta. Và khi Colette lại có phối hợp giữa cái hoạt chất của cái hạt bí đỏ Bebo đó lại có cái mầm đậu nành. Mầm đậu nành thì giúp cho chúng ta là gì? Tăng cường cái sức mạnh của cái cơ đáy chậu. Do đó khi phối hợp hai cái hoạt chất này lại, nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái cơ bàng quang là điều hòa lại và chắc. Cái thứ hai nữa là điều hòa lại cái hoạt động đi tiểu tiện. Và cái thứ ba là cơ đáy chậu của chúng ta được chắc hơn. Bên cạnh đó khi sử dụng như vậy và kết hợp với cái chế độ tập luyện thì chú sẽ lâu dần trong vòng một tuần đầu khi mà chú sử dụng á, thì nó sẽ giúp cho chú là giảm đi cái triệu chứng đi tiểu. Và sau một tháng thì chú sẽ thấy được là những cái triệu chứng đi tiểu của chúng ta giảm rất là nhiều. Vì một nghiên cứu ở tại Hàn Quốc á, trên 120 người cho thấy là sau 12 tuần mà sử dụng á, thì bệnh nhân sẽ giảm đi tiểu là từ 3 lần ban đêm thì chỉ còn khoảng 1 lần. Và đôi khi có những người không có đi tiểu. Cái thứ hai nữa là những người đi tiểu nhiều lần trong ngày thì chỉ giảm xuống còn 8 lần hoặc là ít hơn 8 lần trong một ngày. Thì như vậy nó chứng minh là gì? Là 96% bệnh nhân là đã giảm được các cái triệu chứng hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì bác sĩ nghĩ chú Bách nên sử dụng thêm cái giải pháp từ thảo dược này kết hợp với lại chế độ tập luyện cũng giống như là chế độ dinh dưỡng. Thì như vậy trong vòng 1 tháng thì chú Bách sẽ giảm triệu chứng và chú Bách nên kiên trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng. Như vậy nó sẽ giúp cho chú Bách có được cái hoạt động của bàng quang tốt hơn. Cái hoạt động đi tiểu của chúng ta sẽ trở lại gần như bình thường. Và cái thứ hai thì sau đó là chú Bách sẽ duy trì cái chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng. Thì như vậy chú Bách sẽ có được một cái gì? Một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thì mong là các chia sẻ của bác sĩ sẽ giúp cho chú Bách là có được cái giải pháp mà hoàn thiện cho cái điều trị bệnh lý của chú nha. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn và điều quan trọng hơn nữa là chú Bách cũng phải giữ vững tâm lý của mình. Có điều gì thì cũng có thể là chia sẻ cùng với người thân để có thể là cùng nhau tìm ra được những giải pháp quý vị nha. Và kính thưa tất cả quý vị, để có thể là hỗ trợ điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần một cách an toàn thì quý vị cũng có thể tham khảo các biện pháp sử dụng thảo dược như ít niệu khang chứa Goles được các bác sĩ chuyên gia tiết niệu đánh giá và phản hồi rất tích cực. Vì vậy người bệnh bàng quang tăng hoạt OAB thì có thể là yên tâm chúng ta lựa chọn những sản phẩm uy tín, an toàn, hiệu quả cao. Và ngay trong thời gian chương trình đang diễn ra thì quý vị cũng có thể liên hệ về tổng đài miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại 1800 6723 để nhận được ưu đãi mua 3 tặng 2 đến từ nhãn hàng quý vị nhé.
Còn ngay bây giờ thì Quang Quý sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật tiếp tục kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Alo. Alo, dạ xin chào vị khán giả ạ. À dạ, alo, cho em hỏi phải anh Trương Quang Quý không ạ? À, dạ đúng rồi ạ. Chào bạn, nghe giọng của bạn có vẻ hơi trẻ, không biết là hôm nay bạn gọi điện thoại về cho chương trình thì có câu hỏi, chắc là hỏi cho người thân của mình đúng không ạ? Dạ, dạ đúng rồi anh, trời ơi, em coi TV thấy anh Quý rồi, được nói chuyện anh Quý em vui quá à. Dạ, dạ em hỏi giùm bà mẹ em á, bác sĩ ơi. Dạ. Dạ, dạ mẹ em thì năm nay mẹ em cũng lớn rồi, nhưng mà mẹ em cũng ngại á, trời cái chuyện này nó cũng hơi tới nhẹ, hơi nhạy cảm tí, cho nên là mẹ em mới nhờ em gọi giùm. Dạ, thì mẹ em á là bị y chang như bác sĩ nói sớm giờ á bác sĩ, là mẹ em cũng bị kiểu như là tiểu đơn. Em thấy tối mẹ em đi tiểu nhiều lắm á, khoảng 5-6 lần đêm lận. Có bữa mà cũng không có ngủ được, tại do cứ kiểu như là cứ nằm tí là mẹ lại bật dậy đôi á. Cho nên cũng thấy thương mẹ lắm. Mẹ em thì lại là dân lao động á, cho nên là cứ vậy cho nên không có sức để làm việc nữa. Mà kiểu như là cũng tội nghiệp mẹ em lắm. Mà khi mà cứ nghe cái tiếng nước thôi là nhiều khi mẹ em cũng muốn xóa ra rồi. Thì mẹ em muốn hỏi là không biết mẹ em có bị cái OAP gì như là nãy giờ bác sĩ đã chia sẻ ở đầu chương trình có giờ hay không, và nếu như mà chữa bệnh đó thì mẹ em nên chữa như thế nào thì mới có thể khỏi bệnh đó chị ha. Dạ, vậy cảm ơn câu hỏi của em. Rất là vui vì em đã quan tâm đến sức khỏe của mẹ. Thì thật ra đó, khi mà người lớn tuổi, bắt đầu lớn tuổi đó, thì như bác sĩ chia sẻ là có thể gặp phải một cái hội chứng đó, người ta gọi đó là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB. Đây là một hội chứng là do cái sức suy giảm của cái hoạt động hệ thần kinh và cơ của cái cơ bàng quang. Cái thứ hai nữa là cái cơ bàng quang bắt đầu là nó thay đổi cái chất lượng, do đó nó sẽ co thắt, cái cơ bàng quang nó không có được nhịp nhàng như trước nữa, do đó nó sẽ làm ảnh hưởng. Và cái thứ ba, đối với phụ nữ chúng ta đó thì lại có một đặc điểm là chúng ta sanh nhiều. Khi sanh nhiều thì mỗi lần mang thai nó sẽ làm cho cái phải nâng đỡ của cái bào thai, do đó cái cơ đáy chậu nó cũng sẽ bị yếu dần đi theo thời gian, và càng lớn tuổi thì nó sẽ làm cho cái cơ đáy chậu của cái người nữ của chúng ta sẽ yếu đi, và như vậy cũng là một cái yếu tố mà làm cho chúng ta bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì như vậy bác sĩ nghĩ cái khả năng mà mẹ em bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt rất là nhiều. Tuy nhiên vì mẹ lớn tuổi nên bác sĩ khuyên cái đầu tiên là em nên đưa mẹ đi khám một lần. Mặc dù là mẹ cũng ngại nhưng mà mình nên có cái tư vấn cho mẹ là nên đi khám một lần để bác sĩ ở bệnh viện trực tiếp thăm khám và có thể có xác định cho rõ. Khi mà bác sĩ xác định ở bệnh viện xác định là mẹ em chỉ bị hội chứng bàng quang tăng hoạt hay không thôi đó, thì em yên tâm, đây là một hội chứng lành tính nhưng nó lại ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Như em đã nói rồi, mẹ là luôn luôn là đêm ngủ không được, sáng ngày hôm sau là sức khỏe hoặc là ngủ sẽ làm thấy mình là gì, hay chóng mặt, là nhiều khi nhức đầu và ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống. Nên đầu tiên là nên có một cái chế độ dinh dưỡng cho tốt. Nếu mẹ em thừa cân thì em nên có chế độ để giảm cân lại cho mẹ. Có nghĩa là nên giảm những cái chế độ ăn chất béo, chất tinh bột quá nhiều và tăng cường thêm chất đạm và rau củ quả trong chế độ ăn. Cái thứ hai nữa là mẹ đó thì hạn chế, chúng ta có thể sử dụng cái cà phê vào buổi sáng, nhưng vào sau cái buổi trưa trở đi là chúng ta không nên sử dụng cà phê nữa. Nếu mà mẹ thích cà phê thì mẹ chị em có thể cho uống cà phê. Cái thứ ba nữa là nên uống đủ nước, và đặc biệt là như bác sĩ chia sẻ là nên uống nước vào ban ngày thôi. Và sau khi chúng ta ăn tối, ví dụ như 7 giờ ăn rồi thì sau đó chúng ta đừng uống nước nữa. Và như vậy nó sẽ làm hạn chế cái đi tiểu vào buổi tối và ban đêm. Và bên cạnh đó thì mẹ cũng nên có một cái chế độ tập luyện, nó phù hợp với sức khỏe của mẹ ha, phù hợp với hoàn cảnh cũng như công việc của mẹ, thì như vậy sẽ giúp cho có một sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra thì nên tập cái chế độ mà bác sĩ nói là tập cái nín tiểu. Cái tập nín tiểu là nó giúp cho vừa tập cho cái cơ bàng quang, vừa tập cho cái cơ niệu đạo và vừa tập luôn cho cái cơ đáy chậu luôn. Và cái động tác kế tiếp nữa là động tác đạp xe đạp trên không trước khi ngủ đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Đó là động tác rất là quan trọng để tập cho cái cơ bàng quang. Bên cạnh đó thì hiện nay đó có cái giải pháp từ thảo dược, nó vừa an toàn cho cái người lớn tuổi là một. Thứ hai nó là nó ít tác dụng phụ trong quá trình sử dụng. Như vậy nó sẽ giúp cho cái người bệnh nó sử dụng một cách tốt hơn. Thì trong đó nó có cái giải pháp đó là Goles. Giải pháp cái nguyên liệu Goles này thì nó được kết hợp để mà giúp cho cái cơ bàng quang được chắc. Và thứ hai là điều hòa cái hoạt động đàn hồi của cơ bàng quang. Cái kế nữa là nó giúp cho cái gì, cái điều hòa cái hoạt động thần kinh và cơ của cái đường tiết niệu. Và cái thứ ba nó lại nâng đỡ cho cái cơ đáy chậu.
Khi về Việt Nam chúng ta thì các nhà khoa học ở Việt Nam thì kết hợp cái Golet và cái đỗ trọng, cao đỗ trọng và L-carnitine vào trong đó và ra một cái chế phẩm đó là ít niệu khang. Thì khi mà da như vậy nó sẽ giúp cho thứ nhất là có cái giải pháp đó là cái tăng cái tính oxy hóa, do nó sẽ hạn chế cái tình trạng lão hóa của cơ bàng quang và cơ đáy chậu. Cái thứ hai nữa, cái cao đỗ trọng là cái cao mà giúp cho cái hoạt động của cơ bàng quang nó được nhịp nhàng hơn. Khi phối hợp như vậy thì nó sẽ giúp cho điều chỉnh cái bệnh lý của hội chứng bàng quang tăng hoạt. Thì bác sĩ nghĩ là em có thể sử dụng cái ít niệu khang cho mẹ của em. Và cái thời gian sử dụng của chúng ta là nên chú ý là chúng ta nên kiên trì, vì đây là một cái bệnh lý nó liên quan đến tuổi tác của chúng ta và đặc biệt là đối với mẹ, nên em nên kiên trì. Và thời gian sử dụng mà em thường trong vòng 1 đến 2 tuần đầu em sẽ thấy các triệu chứng nó bắt đầu nó cải thiện dần, và nếu chúng ta duy trì trong vòng 3 đến 6 tháng thì như vậy nó sẽ giúp cho mẹ em thoát khỏi những cái chứng mà đi tiểu đêm hoặc là tiểu nhắt lát nhắt trong ngày, thì như vậy nó sẽ giúp cho sức khỏe của mẹ ổn định hơn. Và chú ý là em nên tuân thủ theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất về liều lượng cũng như là cái cách sử dụng, thì như vậy nó sẽ giúp em có được cái hiệu quả điều trị tốt em nha. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn rất là nhiều. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là tất cả quý vị khi đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ cởi mở cùng với con cháu của mình, và cũng như là đối tượng khán giả của chúng tôi không chỉ là những người lớn tuổi đâu ạ, còn có các bạn trẻ chăm lo cho bố cho mẹ của mình nữa. Cho nên là ngay lúc này tổng đài của chúng tôi 1900 3192, tư vấn trực tiếp của chúng tôi vẫn đang mở. Cho nên là nếu như mà chính các cô chú hoặc là những thành viên trong gia đình của chúng ta có vấn đề thì quý vị đừng ngần ngại, chỉ cần đặt câu hỏi thôi sẽ có bác sĩ của chúng tôi hướng dẫn và hỗ trợ quý vị. Còn ngay bây giờ xin được nhờ bộ phận kỹ thuật tiếp tục kết nối với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Chào bác sĩ nha. Dạ vâng, chào chú. Vâng, chào bác sĩ. Bác sĩ cho tôi hỏi cái, tên tôi là Chu Vũ Khiêm. Hiện nay tôi ở huyện Trạm Tấu thuộc tỉnh Yên Bái. Tôi mỗi một đêm tôi đi tiểu 5-6 lần. Tôi chưa thăm khám gì cả, chưa uống thuốc gì cả. Giờ bác sĩ có cái gì không để cho uống thuốc thì nó khỏi. Dạ vâng. Chú Khiêm ơi, cái tình trạng đi tiểu của chú nó bình thường không? Nghĩa là đi tiểu nó có phải rặn không, hoặc đi tiểu có phải gấp gáp lắm không, và lượng nước tiểu nhiều không? Alo. Lượng nước tiểu nó bình thường đấy bác sĩ ạ. Dạ vâng. Vâng. Dạ, chú có bệnh lý gì không chú? Tăng huyết áp, đái tháo đường gì không? Có bệnh tiểu đường. Dạ vâng, rồi. Chú bị bệnh tiểu đường, và hiện nay chú có đang uống thuốc tiểu đường không ạ? Có, muốn uống bình thường, giờ tôi thì tiếp 2 bác sĩ ạ. Dạ vâng. Dạ. À vâng, à, tình trạng của chú Khiêm như thế này nha. Chú bị một cái đái tháo đường. Thì cái đầu tiên, nếu bây giờ mà tình trạng gần đây mà chú bị đi tiểu đêm nhiều lần, thì chú Khiêm nên phải đi khám bệnh ở tại bệnh viện tái khám để bác sĩ chẩn đoán và có một cái xét nghiệm lại xem cái đường của chú Khiêm có ổn định hay không. À, vì nếu mà đường không ổn định thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của cái thận của chúng ta, và như vậy nó sẽ làm cho cái thận của chúng ta sẽ bị suy yếu dần đi, và như vậy nó sẽ làm chúng ta có thể bị tiểu đêm. Cái thứ hai nữa là khi cái đường trong máu mà không ổn định, nó sẽ làm cho chú đi tiểu nhiều lần trong ngày và thậm chí cả đi tiểu đêm nữa. À, do đó đây là một trong những cái triệu chứng mà báo động là cái đường không ổn định hoặc là bệnh lý đái tháo đường đã ảnh hưởng đến cái thận của chú rồi. Thì bác sĩ nghĩ chú nên dành cái thời gian để đi tái khám trở lại để bác sĩ có thể định lại cái tình trạng của chú. Còn riêng đối với cái đi tiểu của chú, tiểu đêm nhiều nhưng cái lượng đi tiểu của chú vẫn bình thường và cái tình trạng đi tiểu của chú không có bị khó chịu, nghĩa là không có gấp gáp cũng như là không có phải rặn, thì bác sĩ không nghĩ nhiều đến cái tình trạng là do cái tiền liệt tuyến hoặc là do cái tình trạng bị cái hội chứng tăng hoạt, bàng quang tăng hoạt OAB nhiều. Tuy nhiên, để cho cái xác định cho rõ đấy, thì đầu tiên là chú nên đi khám, và sau khi đi khám về mà tình trạng ổn định, cái đường của chú ổn định nè, và cái chức năng của thận của chú không có bị ảnh hưởng nhiều, mà bác sĩ xác định là đây hội chứng bàng quang tăng hoạt, thì bác sĩ nghĩ là chú Khiêm có thể sử dụng thêm cái giải pháp từ thảo dược, còn mà trong đó nó có cái nguyên liệu là Golet, thì như vậy nó sẽ giúp cho chú cải thiện cái hội chứng bàng quang tăng hoạt của chú bên cạnh cái bệnh lý đái tháo đường mà chú đang điều trị. Như vậy nó sẽ giúp cho chú vừa ổn định cái bệnh lý của mình, và như vậy nó sẽ giúp cho sức khỏe của mình tốt hơn. Ngoài ra bên cạnh cái tình trạng mà bị hội chứng bàng quang tăng hoạt để sử dụng cái giải pháp từ thảo dược đó, thì chú nên chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng cũng như chế độ tập luyện mà bác sĩ hướng dẫn ở đầu chương trình đó. Và với chú có đái tháo đường thì chú nên hạn chế những cái thức ăn mà có nhiều cái tinh bột cũng như là có nhiều chất đường, thì như vậy nó sẽ giúp cho chú có lại một cái sức khỏe tốt hơn chú Khiêm nhé. Dạ.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, chúng ta thấy là để có thể phục hồi cái chức năng bàng quang và giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần hay tiểu són và cả tiểu không kiểm soát cũng như là hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB thì quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm ít niệu khang có hiệu quả ở cả nam và nữ quý vị nha. Và đặc biệt trong thời lượng phát sóng thì Giặt Hàng cũng có một chương trình ưu đãi đặc biệt là mua 3 tặng 2 dành cho 100 khách hàng đầu tiên gọi điện thoại đến số điện thoại miễn cước 1800 6723 để đặt mua ít niệu khang. Và theo đó thì khi quý vị chúng ta mua 3 lọ ít niệu khang 80 viên, quý vị sẽ được tặng ngay 2 hộp ít niệu khang 20 viên, tổng giá trị quà tặng 310.000 đồng. Quý vị hãy gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723. Sẽ được nhắc lại 1800 6723 để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm cũng như là chương trình ưu đãi mà ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì thông qua tổng đài tư vấn trực tiếp của chúng tôi thì đã có tín hiệu của vị khán giả tiếp theo rồi. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào cô. Tôi muốn hỏi bác sĩ một số điều mà. Dạ vâng, cô cứ hỏi đi cô. Vâng ạ, dạ. Bây giờ tình hình của tôi là đi đái thì nó cũng có ngày nó đi nhiều mà có ngày nó đi ít. Dạ. Nhưng mà cái tự chủ ấy là nó không, nó cứ tự nhiên là nó ra vậy. Dạ vâng. Có ngày 2-3 cái quẩn. Dạ. Thì xin bác sĩ tư vấn cho tôi xem là làm cách nào để nó đỡ đi. Còn dạ, vâng. cái thuốc ít niệu khang đấy là tôi uống như vậy là đấy, có các em nó biết đấy, năm dạ. nay là tôi uống đến năm thứ hai rồi. Dạ vâng. Mà tôi uống đều lắm. Dạ. Cứ ngày 6 viên đều chứ không dạ. có uống mình bệnh của mình phải dạ. chăm sóc chu đáo chứ có phải bỏ đâu. Ừ. Nhưng... Thế mà đến bây giờ đấy, hôm tuần trước tôi cũng lại lấy 20 vỉ. Dạ. Vâng. Dạ vâng. 20 vỉ 10 viên đấy. Vâng. Dạ vâng cô ơi, năm nay là cô cho bác sĩ biết là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô năm nay là 70. Dạ vâng, 70 tuổi. Cô có bệnh lý gì không? Ngoài cái không. Đi tiểu như vậy có bệnh gì không? Có. Dạ vâng. Có bệnh gì ạ? Có cái khối u của cái phổi. À, là khối u của phổi. Mà cô đã chữa rồi chứ ạ? À? Chữa bây giờ ổn khỏi dạ, vâng. rồi. Dạ vâng. Vâng, hồi xưa mình sanh nhiều lắm không cô? Mấy người con, cô có mấy người con? Có 2 thôi. Có 2 thôi ha, dạ vâng. Một trai một gái dạ, thôi. Dạ vâng. À vâng, cả cô đã đi khám cái đi tiểu của cô chưa? Và bác sĩ đã xác chưa, định là chưa ha? Không đi khám thì thấy họ bảo uống cái đấy là cái niệu khang là khỏi, là tôi dạ, mua vâng. thì uống luôn. Dạ vâng. Thế nhưng mà từ lúc mà cô uống ít niệu khang, cô có thấy nó cải thiện hơn, nghĩa là nó giảm hơn trước không? Có chứ, nó có giảm thì dạ, đi vâng. uống đều đều vậy dạ, chứ. Vâng. Dạ à, vâng. À, xin thưa cô như thế này nha. À, thứ nhất là bác sĩ nghĩ đó là cô có phải cái được bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt. À, tuy nhiên khi điều trị đó thì thường nó có 2 cái trường hợp mà như bác sĩ chia sẻ. Một là khi chúng ta sử dụng sản phẩm từ thảo dược, bên cạnh đó chúng ta phải có chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng đi kèm. À, vì càng ngày càng lớn tuổi, cô bị năm trước là mình có 68 tuổi thôi, năm nay mình lên 70 tuổi rồi, sang năm mình lại lên là 71 tuổi, thế cái cơ thể mình nó bắt đầu nó lão hóa dần rồi. Nên nếu mà cô kết hợp với tập luyện tốt á, thì khi đó nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình nó sẽ được duy trì lâu dài hơn, có nghĩa là nó chậm lão hơn. Thì chúng ta hay quan điểm là tôi vẫn lao động, tôi vẫn đi làm ruộng, tôi vẫn đi làm việc, thì do đó nó giống như là tập thể dục. Dạ không phải, làm việc là một chuyện, tập thể dục là một chuyện. Khi tập thể dục thì chúng ta tập trung vào những cái cơ cần thiết để cho nó phục hồi lại sức khỏe. Nên đầu tiên thì bác sĩ nghĩ buổi sáng cô dành một thời gian khoảng 20 phút hoặc 30 phút, cô tập những cái động tác thể dục buổi sáng thôi. À, là một. Cái thứ hai là trước khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ. Sau khi ngủ dậy và trước khi đi ngủ thì cô sẽ tập cái động tác mà bác sĩ chỉ, đó là tập đạp xe đạp. Và đó là cái quan trọng lắm để nó giúp cho cái sức khỏe của người lớn tuổi của như cô. Cái thứ ba nữa là mỗi lần mà mắc đi tiểu đó cô, thì không cần là một ngày á, tới khi tập như vậy thì cô vẫn tập buổi sáng, cô tập nín cái hậu môn lại. Cái là mình nín, mình không đi tiểu, rồi mình bắt đầu mình hít thở vài cái xong mình thả ra. Xong mình lại cứ nín như vậy, mình tập, lúc nào cô nhớ cô tập, ngồi xem tivi cũng có thể tập được. Và ngồi nói chuyện với bạn bè mà sực nhớ đến cái vụ đi tiểu cô lại tập.
Thì khi cô tập như vậy nó sẽ giúp cho cái cơ vùng mà đường tiết niệu của mình nó sẽ vững chắc lại. Đó là một cái cách tập thể dục của cơ đó. Thì như vậy nó sẽ lâu dần, nó sẽ giúp cho cái triệu chứng của cô nó giảm dần. Cô đã sử dụng ít niệu khang mà cô thấy có hiệu quả rồi, nhưng cái hiệu quả của nó chậm thì bác sĩ nghĩ cô nên phối hợp thêm. Và cái thứ hai nữa, nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng một tí. Ví dụ ban đêm cô đi tiểu nhiều thì cô nên dồn nước vào buổi sáng, và sau khi ăn tối xong khoảng 7 giờ là chúng ta không uống nước nữa. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta dần dần, cái cơ thể của chúng ta nó sẽ quen dần cô nha. Và đặc biệt là nếu bị cái bệnh này cộng thêm cái bệnh ung thư phổi của cô mà đã điều trị rồi, thì cô nên có một cái tái khám thường xuyên và cô nên có cái tư vấn của bác sĩ. Thì như vậy bác sĩ sẽ đồng hành với cô để theo dõi cái bệnh lý, cả hai bệnh lý cho cô. Như vậy nó sẽ tốt cho sức khỏe của cô hơn cô nha. Dạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn ạ. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình thì Quang Quý đã nhận được tín hiệu kết nối của một vị khán giả tiếp theo ở đầu dây bên kia rồi, xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Dạ alo. Dạ. Alo. Dạ alo ạ. Dạ vâng cô, dạ. Cô chia sẻ đi cô. Dạ thưa bác sĩ, dạ em có người mẹ là 85 tuổi ạ. Dạ. Bị bệnh tiểu đường cũng 30 năm rồi. Thêm cái huyết áp rồi bị suy thận độ 4. Dạ. Lâu nay á mẹ có bị cái chả con nó lòi ra ngoài á. Dạ, bác vâng. Sĩ. Dạ. Dạ. Cho nên từ mấy năm trước á mẹ đã đi tiểu đêm rất là nhiều lần. Dạ, vâng. Cứ một ngày vậy là một đêm như vậy từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng á là mình đi 6-7 lần luôn á. Dạ. Mà lúc đó nhưng mà sau này á là khoảng 4-5 tháng nay em tự chăm sóc á, thì em phát hiện cái điều đó. Dạ. Nên cũng đi tìm hiểu bác sĩ hướng dẫn thì cho mẹ uống nước ít lại, với lại chế độ uống đều lại thì mẹ có đi giảm xuống là cứ khoảng 2 đến 3 tiếng mẹ đi một lần. Dạ. Có giờ cố định luôn á. Dạ. Là khoảng 10 giờ rồi 1 giờ rồi 3 giờ rồi đến sáng 6 giờ. Dạ. Có nghĩa là đi một đêm từ 10 giờ đến 6 giờ sáng còn khoảng 3 đến 4 lần. Coi như là ít nhất là 3 lần, nhưng mà hiếm khi được 3 lần, khoảng 4 lần đó. Dạ. Dạ. Nếu như vậy có phải là do cái dạ con ảnh hưởng đến cái đường tiểu đó hay không mà? Dạ. Và cái sức khỏe của mẹ em như vậy á, có được có thể dùng cái thuốc nào hay là để áp dụng cho nó hỗ trợ cho mẹ được khỏi đi tiểu đêm không? Dạ. Tại vì mẹ nằm ngủ như vậy lỡ đi choáng váng nguy hiểm hay lo gì đó. Dạ vâng. À vâng, bác sĩ xin chia sẻ cái tình trạng của bà cụ như thế này chị nha. Bà cụ bị đái tháo đường mà bà cụ lại có biến chứng là cái suy thận ở giai đoạn nặng rồi. Nghĩa là cũng tương đối là khá rồi đó. Thì thường thường khi suy thận như vậy cũng ảnh hưởng đến cái đi tiểu của bà. Thì bác sĩ cũng không biết là cái tình trạng tiểu đường của bà có ổn định hay không. Thì thứ nhất là chị nên đã có một cái tái khám thường xuyên ở bệnh viện đang theo dõi cái tiểu đường cho bà để giữ cái đường huyết ổn định. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái tình trạng mà cái suy thận của bà nó sẽ được chậm lại. Và như vậy giúp cho chị bà giảm đi cái tình trạng tiểu đêm. Bên cạnh đó bà bị một cái tình trạng là xa cái tử cung. Thì bây giờ nó có một cái cách là chị có thể dùng bằng phương pháp là chị mặc cái quần á. Cái quần mà ép sát lên. Thì như vậy mỗi lần mà bà đi lại đó thì nó giảm đi cái tình trạng xa ra bên ngoài. Bà như vậy là do nó bị gọi là cái giãn của cái cơ đáy chậu á. Cái cơ đáy chậu nó bị yếu, có thể do bà sanh đẻ. Thì như vậy nó sẽ làm giảm đi cái tình trạng mà giữ cái cự tử cung ở bên trong, nên nó sẽ xa ra bên ngoài. Và đôi khi nó xa bên ngoài như vậy mà nếu bị là loét hoặc nhiễm trùng như vậy nó sẽ không tốt cho sức khỏe của bà đâu. Thì chị có thể bằng mặc cái quần nó chặt sát sát lên cho bà trong ngày đó để cho bà dễ chịu. Còn ban đêm thì có thể thả ra, nghĩa là có thể bỏ ra để cho bà thoải mái. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là chị có thể chỉ cho bà tập. Bà 80 mấy tuổi rồi, chị có thể chỉ bằng cái phương pháp là nằm tại chỗ tập như bác sĩ hướng dẫn á, chị đưa cái chân lên, nói bà đưa chân lên đạp nhẹ nhàng, vừa đưa vừa hít hít thở, thì như vậy cũng là một cái phương pháp để tập cho cái cơ đáy chậu, và như vậy nó sẽ giúp cho cái tình trạng tiểu đêm có thể cải thiện là một. Cái thứ hai nó giảm đi cái tình trạng mà có thể xa cái tử cung ở bên dưới. Bên cạnh đó thì bác sĩ nghĩ là kết hợp với cái tuổi của bà với tình trạng này thì bà có thể sử dụng, trường hợp của bà có thể sử dụng thêm cái giải pháp từ thảo dược mà trong đó nó có ít niệu khang đó chị, vì trong đó nó có cái mầm đậu nành, nó sẽ giúp cho cái hoạt động của cơ đáy chậu rất là tốt. Bên cạnh đó nó cải thiện cái tình trạng co thắt của cái bàng quang. Thì bác sĩ nghĩ có thể sử dụng được, tuy nhiên vì bà có cái bệnh nền là đái tháo đường và đang bị cái suy thận, nên chị có thể là xin ý kiến bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho bà.
Nếu mà bác sĩ đồng hành cùng mình để theo dõi cái tình trạng bệnh lý của bà, thì bà bác sĩ cho dùng thì chị có thể sử dụng thêm cho bà, kết hợp với cái chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện, thì như vậy nó sẽ có thể, bác sĩ nghĩ là có thể cải thiện cái tình trạng đi tiểu của bà nhiều lần trong đêm. Thì mong rằng chia sẻ này sẽ giúp cho chị có thêm một cái giải pháp để cho có thể điều trị cho bà tốt hơn. Và chị chú ý là bà bị đái tháo đường thì chị nên chú ý đến cái chế độ dinh dưỡng một tí, là tăng cái chế độ đạm lên một chút cho bà. Cái thứ hai nữa là nên tăng cái tình trạng là gì, xoa bóp cho bà. Nghĩa là ban đêm chị có thể tập cái động tác xoa, xoa các cái tứ chi cho bà, thì như vậy nó cũng sẽ tốt cho cái sức khỏe của bà hơn chị nhé. Dạ. Dạ vâng, xin được cảm ơn bác Sơn rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, để có thể là phục hồi chức năng bàng quang và giảm tình trạng là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không kiểm soát, cũng như là hội chứng bàng quang tắc hoạt OAB, thì quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm ít niệu khang chứa Goles, được chiết xuất từ hạt bí đỏ, pepo và mầm đậu nành. Ít niệu khang cũng đã được đánh giá cao và nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Cụ thể là sau 3 đến 4 tuần thì số lượng tiểu đêm chỉ giảm còn 0 đến 1 lần, và cả ngày đi tiểu dưới 8 lần. Sau 3 đến 6 tháng thì số lần đi tiểu trở về bình thường, không còn tiểu són và cũng như là tiểu không kiểm soát. Và để đạt được hiệu quả tốt nhất thì nhà sản xuất cũng khuyến cáo người bệnh nên dùng đủ lộ trình từ 3 đến 6 tháng, giúp tăng khả năng đàn hồi cơ bàng quang, duy trì sự ổn định lâu dài của bàng quang và đồng thời giúp giảm tái phát rối loạn tiểu tiện. Và ngay trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng cũng có ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 2. Quý vị khán giả nhanh tay gọi điện thoại về tổng đài 1800 6723 để được tư vấn về sản phẩm cũng như là nhận ưu đãi từ chương trình quý vị nha. Và kính thưa quý vị, như từ đầu chương trình đến giờ chúng tôi đã chia sẻ thì có rất là nhiều những cuộc gọi đến từ quý vị khán giả, có thể thấy là khi có các rối loạn tiểu tiện như là tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu són, bàng quang tăng hoạt OAB thì quý vị chúng ta hãy nhanh chóng đến với các cơ sở y tế để có thể được thăm khám và kiểm tra quý vị nha. Những triệu chứng hoàn toàn có thể kiểm soát một cách hiệu quả nếu như chúng ta điều trị sớm và điều trị đúng bệnh cũng như là điều trị bằng phương pháp phù hợp. Và để tiếp tục chương trình thì Quang Quý cũng xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi một câu chuyện về một nhân vật thực tế đã cải thiện được các rối loạn tiểu tiện để có thêm sự chia sẻ cũng như là tham khảo giải pháp chữa bệnh hiệu quả. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi. Chúng tôi tìm đến nhà bác Ánh Nguyệt ở quận 10 khi trời đã tối sầm. Ở cái tuổi 80, mắt đã mờ, chân di chuyển chậm, hàng loạt căn bệnh tuổi già đeo bám. Nhưng mà ở bác Nguyệt lúc nào cũng toát lên tinh thần lạc quan và chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực tìm lại sức khỏe của mình. Nhiều năm nay, cuộc sống của bác Nguyệt gắn liền với thuốc men. Nói vui với chúng tôi, bác Nguyệt bảo là bác mắc chẳng thiếu bệnh gì, nhưng mệt nhất là chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần. Thời gian đầu thì đi 4-5 lần một đêm, mới đi xong về lại giường lại muốn đi tiếp. Tôi tên Nguyễn Thị Anh Nguyệt. Bệnh tôi đã bắt đầu năm 60 tuổi, bắt đầu bệnh đủ thứ hết trơn. Nhưng mà sau này có cái bệnh tiểu đêm á, thì cũng lâu rồi, cũng dựng anh cả năm. Rồi sau này có cái chứng bệnh mà tiểu không tự chủ, thì mới đây khoảng 4-5 tháng gì đó. Tiểu đêm thì đi tiểu có 4-5 lần á. Tiểu gì bắt tiểu là phải tiểu đi, không đi tiểu không kịp. Tuổi già, sức yếu, cộng thêm bệnh tim mạch, xương khớp, cho nên việc đi lại của bác Nguyệt hết sức khó khăn. Từ ngày mà mắc chứng tiểu đêm, đêm nào bác cũng phải dậy vài lần. Ngại không muốn phiền con cháu, cho nên nhiều lần bác khó nhọc vào nhà vệ sinh một mình trong tình trạng choáng váng, đôi chân như là muốn khuỵu xuống. Với người mắc bệnh tim mạch nặng như bác Nguyệt, căn bệnh tiểu đêm càng trở nên nguy hiểm, bởi giấc ngủ không được đảm bảo nên huyết áp của bác lúc nào cũng ở ngưỡng báo động. Không có đi đâu được hết, không dám đi, không dám đi siêu thị, không dám đi khám bệnh thì không phải mặc tả rồi gì. Suốt bao năm ròng rã với căn bệnh tiểu đêm cùng nỗ lực chạy chữa nhiều nơi không có kết quả, bác Nguyệt không ngờ có ngày mình có thể vượt qua căn bệnh đáng sợ này để nhẹ bớt một phần gánh nặng bệnh tật tuổi già. Thì mới thấy sản phẩm ít nhiều khang á, tôi mới đi mua uống, đầu uống thì uống thử thôi chứ không ai giới thiệu hết. Sau chừng 2 liệu trình thì tôi thấy uống sao giờ hết hết. Giờ đi đâu đi cũng không sợ. 10 ngày đầu thì uống một ngày 6 viên, lần 3 viên. Rồi thì 10 ngày sau thì uống sáng 2 viên, chiều 2 viên. Thì tôi nhờ cái sản phẩm ít niệu khang đó, thành phần Goles, tôi không còn tiểu đêm với tiểu không tự chủ. Đó là tôi lo nhất. Giờ tôi gửi lời cảm ơn nhờ sản phẩm ít niệu khang mà tôi được hết được tiểu đêm và tiểu không tự chủ. Tôi sẽ dùng tiếp chắc phải 6 liệu trình. Thường thường thì trong báo đó có để là mình phải dùng từ 3 tháng, 6 tháng. Đó dùng cho nhất.
với người già, người cao tuổi, căn bệnh tiểu đêm là cơn ác mộng đáng sợ vì gây xáo trộn giấc ngủ, khiến cho cơ thể mệt mỏi, suy nhược và nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với những tác động vượt trội trên bàng quang, sản phẩm ít niệu khang chứa nguyên liệu Goles từ hạt bí đỏ được đánh giá là một bước đột phá giúp chấm dứt nỗi khổ tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng quạt OAB, giúp người bệnh không còn lo lắng, mất ngủ, mệt mỏi về chứng tiểu đêm nhiều phiền toái này. Dạ vâng ạ, thông qua những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là với nhân vật của chúng ta đã gọi là những cái vấn đề liên quan đến tiểu tiện, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ là một cơn ác mộng. Nhưng mà cuối cùng khi mà đồng hành cùng với Ít Niệu Khang thì cũng đã đẩy lùi cơn ác mộng qua một bên rồi và quay trở lại với một cuộc sống tốt hơn. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là tất cả quý vị nào đang gặp những vấn đề tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tìm được một giải pháp để có được một cuộc sống tốt hơn mỗi ngày, và đặc biệt khi đồng hành cùng với Ít Niệu Khang quý vị nha. Và ngay bây giờ thì tiếp tục quay trở lại cùng với phần giao lưu chia sẻ tiếp theo. Quang Quý cũng đã nhận được tín hiệu kết nối của một vị khán giả đang chờ đợi ở đầu dây bên kia rồi. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật ạ. Alo. Dạ, hello, dạ chào anh. Dạ, dạ. Vâng, chào, chào chú. Dạ, dạ, chào bác sĩ. Chào, từ ở bên Hóc Môn, ở sao có đi tiêu đêm nhiều quá, bác sĩ có thể có cái cách nào giải quyết? Dạ, vâng, chú ơi, ban ngày chú có đi tiểu nhiều không? Dạ, ban ngày thì nó cũng ít lắm bác sĩ. Ban ngày thì không đi tiểu nhiều. Ban dạ. Đêm thì đi tiểu nhiều. Thế mỗi lần đi tiểu của chú nó có bị gắt bút gì không? Hay dạ, là nó cũng hơi gắt mà nó cũng gắt. Còn lại bác sĩ. Dạ vâng, nghĩa là chú có đi mỗi lần đi tiểu mình có phải rặn nhiều không chú hả? Dạ rặn thì không có rặn mà vậy nó mình đi nó còn lại á. Ừ, nó còn lại. Nó là đi tiểu xong cái mình đi ra mình lại mắc đi tiểu lại nữa phải không? Dạ, dạ vâng. Chút xí nó chú đi lại. Dạ vâng. Dạ, dạ, ngoài ra bên cạnh đó thì chú năm nay là bao nhiêu tuổi ha? Dạ bác sĩ năm nay 42 tuổi. 42 tuổi, chú có bị bệnh gì không chú? Dạ bác sĩ có bệnh tiểu đường với lại huyết áp đó bác sĩ. À dạ vâng, chú bệnh tiểu đường dạ, với huyết áp. À chú đi khám thường xuyên không? Dạ tới bệnh kỳ đi khám bác sĩ. Dạ vâng, hiện nay cái đường của chú ổn định chứ hả chú? Dạ đường cũng ổn định bác sĩ. Dạ vâng, à vâng xin thưa với chú như thế này nha. Chú bị cái tiểu đường tăng huyết áp, đây là hai cái bệnh lý mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái triệu chứng đi tiểu đêm đó. Và khi tiểu đêm như vậy thì nó có hai cái nguyên nhân, một là do cái đường và cái huyết áp nó không ổn định thì nó sẽ gây tiểu đêm. Cái thứ hai nữa là có thể là có cái biến chứng, nó có khả năng là nó ảnh hưởng đến cái thận của mình. Và đặc biệt là đối với trường hợp của chú thì bác sĩ nghĩ có thêm một cái bệnh lý có thể gặp, đó là vì chú đi tiểu nó không hết á, nó không hết thì do đó có thể ảnh hưởng đến cái tiền liệt tuyến. Vì đối với nam giới nó có một cái tiền liệt tuyến ở ngay cái cổ của cái bàng quang á. À, khi đi mỗi lần đi tiểu như vậy thì nếu cái tiền liệt tuyến nó phù nó to ra đó thì nó sẽ chèn vào cái cổ bàng quang, và khi đi tiểu như vậy thường nó sẽ làm cho mình đi tiểu không hết, và mỗi lần đi tiểu xong thì cảm thấy lại mắc đi tiểu nữa. Thì bác sĩ thấy là cái triệu chứng của chú là như vậy thì đầu tiên bác sĩ nghĩ là chú chia sẻ cái tình trạng này đối với bác sĩ mà đang điều trị của mình á, để bác sĩ cho mình một cái chỉ định để đi làm. Thì để xác định xem là có bị phì đại tiền liệt tuyến hay không thì bác sĩ sẽ cho chú làm một cái siêu âm. Và khi siêu âm ra mà có phì đại tiền liệt tuyến thì chú sẽ có một cái gì điều trị theo cái hướng của chị điều trị tiền liệt tuyến. Bên cạnh đó thì với cái tình trạng của chú thì chú nên cố gắng là điều trị theo cái chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện và chế độ dùng thuốc để cho cái tình trạng đường và cái huyết áp ổn định, thì như vậy nó sẽ giúp cho cái tình trạng đi tiểu đêm của chú tốt hơn. Ngoài ra thì chú nên chú ý là để tránh cái tình trạng là chúng ta có thể bị cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, vì chú đang nghe vậy rất là sợ đúng không? Dạ, cái hội chứng này nó sẽ xảy ra ở người lớn tuổi và cái chuyện này không tránh được. Thì chú đầu tiên bây giờ với chú là chú nên tập thể dục. Chú nên tập thể dục như là bác sĩ chia sẻ đầu chương trình. Cái thứ hai nên có một cái chế độ điều trị và chế độ dinh dưỡng cho đúng với cái bệnh lý đái tháo đường và tăng huyết áp của mình. Và tích cực điều trị nếu bị cái phì đại tiền liệt tuyến thì như vậy nó sẽ giúp cho chú có một cái sức khỏe tốt hơn chú nha. Dạ. Yeah. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác Sơn rất là nhiều. Và quả thật là có rất là nhiều những cái cơ hội nếu mà có thể được trao đổi trực tiếp với bác sĩ thì mình cũng yên tâm hơn. Thay vì cái việc là chúng ta cứ có vấn đề cái chúng ta chia sẻ cùng với những người quen của mình, sau đó thì có một cái câu chuyện đó chính là mình tự ý đi mua những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc, rồi không theo chỉ định của bác sĩ, và cũng như là nghe ai chỉ sao mình mua vậy, thì cũng là một cái thực tế mà chúng tôi thấy là khi lắng nghe chia sẻ từ quý vị khán giả ở khắp cả nước. Vì lượng thông tin quá nhiều cho nên là không phải ai cũng đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể là chọn lọc cho mình một cái sản phẩm hiệu quả và an toàn nhất, đúng không ạ?
Cho nên là để tránh gặp phải các biến chứng hoặc là tác dụng phụ có thể xảy ra khi mà dùng thuốc giả, thuốc kém chất lượng hoặc là các sản phẩm không rõ nguồn gốc trên thị trường. Khi mà lựa chọn các sản phẩm bảo vệ sức khỏe thì quý khán giả chúng ta cần phải chú ý lựa chọn những sản phẩm. Thứ nhất là phải có cấp phép của Bộ Y tế. Thứ hai là có nguồn gốc xuất xứ một cách rõ ràng, sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Và thứ ba là nguyên liệu được nghiên cứu chứng minh có hiệu quả. Thứ tư, được kiểm nghiệm an toàn tại các cơ sở y tế uy tín trên cả nước. Và thứ năm là được giới thiệu trên các phương tiện truyền thông uy tín. Như vậy thì chúng ta có thể yên tâm sử dụng. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là Ích Niệu Khang là sản phẩm chứa Goles từ Thụy Sĩ, gồm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm rõ rệt số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, hiệu quả ở cả nam và nữ quý vị nha. Sản phẩm được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại và đạt chuẩn GMP của Bộ Y tế, an toàn cho người sử dụng. Và đặc biệt thì trong thời lượng phát sóng thì nhãn hàng Ích Niệu Khang cũng có chương trình ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 2, tổng giá trị quà tặng lên tới 310.000 dành cho 100 khách hàng đầu tiên gọi tới số điện thoại miễn cước 1800 6723 để đặt mua Ích Niệu Khang. Quý vị hãy gọi điện thoại tới số điện thoại miễn cước này quý vị nha, 1800 6723, để được tư vấn kỹ hơn về cách sử dụng sản phẩm và cũng như là chương trình ưu đãi chúng tôi dành đến cho tất cả quý vị. Còn ngay sau đây thì sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật giúp chúng tôi kết nối cùng với vị khán giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ, alo, em chào anh ạ. Alo. Dạ, alo, em nghe ạ. Dạ rồi, xin chào chị ạ. Không biết là mình có vấn đề gì muốn nhờ bác sĩ tư vấn ạ? Dạ, cho em hỏi là năm nay em có một cô con gái 20 tuổi á, nhưng mà thường á thì bé uống nước á, một ngày bé đi tiểu khoảng 10 lần vậy đó anh. Thì kiểu như là nếu như người bình thường á thì người ta uống nước, người ta tầm khoảng 1 tiếng thì mới đi, nhưng mà sau khi bé buổi sáng mà uống vô một ly nước á thì một ly nước đi tiểu khoảng 2 lần thì mới hết ly nước đó. Mà rất là nhanh, có khoảng 15 đến nửa tiếng là bé đã đi tiểu rồi á. Dạ, cháu là 20 tuổi hả em? Dạ. Vâng, cháu 20 tuổi. Thế ngoài ra cháu có bị bệnh lý gì không? Cơ thể cháu dạ nó không. Mập hay nó ốm? Dạ mập. Mập ha. Rồi, dạ. Thường thường thì cái chế độ ăn của cháu, cháu có tập thể dục này kia không không em hả? Dạ, cũng ít khi tập thể dục, dạ, tại vì bé nó đi học á. Dạ vâng. Đầu dạ. tiên như thế này bác sĩ chia sẻ, với cái tình trạng của cháu bé nhà mình đó thì đừng có lo là cháu nó bị hội chứng bàng quang tăng hoạt, vì cháu nó còn trẻ lắm, mới 20 tuổi. Dạ. Thì bác sĩ nghĩ có thể là do cháu nó hơi thừa cân một tí. Thì để giải quyết cái tình trạng này thì đầu tiên thứ nhất là em nên cho cháu có một cái chế độ tập luyện cho đúng mức. Cái thứ hai nữa là nên có một cái chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. Bây giờ mình nên giảm cái chế độ quá nhiều chất béo nè, quá nhiều cái chất ngọt nè, và đặc biệt là quá nhiều tinh bột cho cháu bé để nó giảm cân bớt. Kết hợp với cái chế độ tập luyện của cháu bé thì bác sĩ nghĩ là những cái triệu chứng mà đi tiểu này của cháu nó sẽ giảm dần đi. Vì có thể là do cái cháu bé nó thừa cân nhiều quá, đôi khi nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến cái hoạt động của cái đường tiểu của cháu. Cái thứ hai nữa là có một số cháu bé khi nó uống nhiều quá đó, nó uống một số cái ví dụ như những cái chất thông thường thì không nói gì, nhưng một số cái hiện nay những cái nước uống nó có cái tác dụng kích thích, và do đó người ta gọi là cái tác dụng lợi tiểu, thì đôi khi nó sẽ làm cho cháu bé nó đi tiểu nhiều hơn. Nếu mà em thay đổi cái chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng của cháu bé và cháu nó giảm cân được, thì mà cái triệu chứng của cháu nó giảm đi thì thôi chúng ta sẽ duy trì chế độ như vậy. Còn nếu mà không thì em sẽ phải cho cháu đi khám để xem cháu có bị cái bệnh lý gì hay không. Và như vậy nó sẽ giúp cho mình có một cái phương pháp điều trị đúng mức cho cháu bé em nha. Dạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và tiếp theo thì thông qua tổng đài của chúng tôi thì sẽ được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối cùng với vị khán giả tiếp theo nữa ạ. Alo. Alo. Alo, dạ xin chào cô ạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ vậy. Dạ. Năm nay là tôi 70 tuổi. Dạ vâng, cô nói tiếp đi cô. 70 tuổi mà nhưng mà bây giờ tôi uống thuốc được 7 tháng rồi. Dạ. Uống thuốc ít được khoảng 7 tháng, nhưng mà bây giờ có thể là cô có uống được nữa hay không? Dạ vâng. Nhưng hồi đó đi một đêm là 7 lần. Dạ. Nhưng bây giờ đi một đêm 2 lần, nhưng dạ, hỏi bác sĩ có được uống nữa không ạ? Dạ vâng. Bây giờ cô còn đi tiểu ban ngày nhiều không cô? Ban ngày thì nó cũng nhiều á, giống như 5-6 lần vậy đó. Dạ vâng, như này hiện nay là cô đang uống là 6 viên một ngày hay là 4 viên một ngày? Cái lúc đầu tiên là uống 6 viên, nhưng bây giờ uống được 7 tháng rồi. Dạ bây vâng. Giờ uống là bây giờ uống 4 viên. Dạ uống vâng. Dạ. Như thế này cô này, nếu mà cô đã bắt đầu có đáp ứng với cái Ích Niệu Khang rồi đó thì bác sĩ khuyên cô nên uống tiếp tục được không sao?
Và bên cạnh đó thì cô nên chú ý đến chế độ tập luyện như bác sĩ hướng dẫn nha, và chế độ dinh dưỡng như là bác sĩ hướng dẫn ở đầu chương trình, thì như vậy nó sẽ có kết quả nhanh hơn cô nha. Dạ. Dạ. Dạ vâng ạ, và quả thật thì đây cũng là một cái trường hợp mà chúng ta thấy là một cái tác dụng rất là rõ rệt từ ít niệu khang đúng không ạ? Từ chính khán giả gọi điện thoại tới tổng đài của chúng tôi, và chỉ sau 7 tháng thôi, sau 7 tháng thôi mà tình trạng rất là chuyển biến rất là rõ rệt, chỉ có 1 đến 2 lần một đêm thôi đúng không ạ? Và nếu như mà tất cả quý vị chúng ta cũng thấy được là đó là những cái nhân chứng sống và cũng như là người thật việc thật, và gặp những vấn đề thì quý vị cũng có thể là sử dụng ít niệu khang xem như thế nào nha. Còn ngay bây giờ thì xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối cùng với vị khán giả tiếp theo nữa ạ. Alo. Dạ, dạ alo, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, vâng, chào chú. Dạ, dạ tôi tên là Sang, bác sĩ, tôi ở Cần Giờ, bác sĩ. Dạ. Dạ, năm nay tôi 72 tuổi, bác sĩ. Tôi có một muốn hỏi bác sĩ đó là mấy tháng nay tự nhiên tôi bị đi tiểu nhiều quá bác sĩ. Cả đêm, cả ngày mà mà đi đêm nhiều bác sĩ, không ngủ được bác sĩ. Nó cũng ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của tôi rồi và của bà xã nữa. Yeah. Đi chữa nhiều nơi mà người ta cũng cho uống thuốc, mà uống thuốc nam đổi thứ không hết bác sĩ. Yeah, nó cũng khó khăn quá mà nó bị đỡ rồi lại bị lại. Yeah. Bây giờ bác sĩ có thể là hướng dẫn cho tôi có một cái cách nào để cho tôi uống một cái loại nào đó để cho nó đỡ được không bác sĩ? Dạ vâng. Chú Sang ơi, chú Sang đi khám thì bác sĩ chẩn đoán chú là bị bệnh gì ạ? À? Dạ, nó bị cái bàng quang. À, dạ vâng. Dạ, dạ vâng. À, có thể là bác chú đã vậy thì có thể là chú đang mắc phải một cái bệnh lý người ta gọi là hội chứng bàng quang tăng hoạt, mà như bác sĩ chia sẻ đây là bệnh lành tính nhưng nó rất khó chịu đúng không ạ? À? Vì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ này rồi cái sinh hoạt hàng ngày của chú. Thì đầu tiên là bác sĩ nghĩ là nếu chú đã sử dụng nhiều cái phương pháp mà không hết thì bác sĩ khuyên là chú nên có thể sử dụng thêm một cái giải pháp từ thảo dược mà hiện nay đã được các nhà khoa học ở Việt Nam chúng ta nghiên cứu rất là kỹ rồi và có tác dụng rất là tốt đối với cái hội chứng bàng quang tăng hoạt, đó là sự kết hợp giữa cái nguyên liệu Goles là có chiết xuất từ cái hạt bí đỏ và mầm đậu nành cộng thêm với cao đỗ trọng và cái L-carnitine. Thì nó nằm trong một cái viên mà đã được sản xuất theo cái viên để tiện dụng cho chú sử dụng, đó là cái ít niệu khang. Thì bác sĩ nghĩ chú có thể sử dụng thêm cái ít niệu khang này theo cái liều lượng của nhà sản xuất hướng dẫn, có nghĩa là thời gian đầu chúng ta dùng 6 viên trong một ngày chia 2 lần và sau đó khi ổn định rồi thì chúng ta có thể dùng 2 viên 2 lần trong một ngày. Và chú nên cố gắng là gì? Là chúng ta nên kiên trì trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Bên cạnh đó thì chú cũng nên chú ý như thế này chú, ngoài cái sử dụng cái giải pháp từ thảo dược thì chúng ta phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, giữ làm sao cho cái cân nặng của chúng ta ở mức lý tưởng và chế độ dinh dưỡng phải tăng cường thêm các cái rau củ quả và các cái chất đạm. Bên cạnh đó thì phải hạn chế những cái chất kích thích như bia, rượu, thuốc lá và cà phê. Rồi và chúng ta nên tập một cái chế độ là uống nước vào buổi sáng như bác sĩ vừa chia sẻ và có một cái chế độ tập luyện giống như là cái đầu chương trình bác sĩ hướng dẫn đó, là chúng ta nên đạp xe đạp trên không nè, cái thứ nhất, cái thứ hai là tập nín tiểu. Tập như vậy thì nó sẽ giúp cho cái cơ bàng quang và cái cơ đáy chậu của mình nó sẽ tốt hơn và nó sẽ giảm đi cái triệu chứng đi tiểu. Thì mong rằng những cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú có thêm một cái giải pháp mà gọi là hữu hiệu cho cái bệnh lý của chú. Dạ. Dạ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ, và thời gian của chương trình không nhiều cho nên là ngay lúc này chúng tôi sẽ tranh thủ kết nối với một vị khán giả nữa. Xin được nhờ một phần kỹ thuật ạ. Alo. Dạ chào bác sĩ ạ. À. Dạ, chào chú. Dạ bác sĩ ơi. Dạ. Tôi cũng đang xem cái chương trình của mình đó bác. Dạ. Dạ. Bác cho em hỏi là năm nay là tôi 62 tuổi đó bác. Ừ, dạ. Tôi tên là Tiến á. Dạ. Rồi chú Tiến nói đi chú. Tôi ở dưới Vũng Tàu đó bác. Dạ. Tôi cũng đang gặp vấn đề này nè bác, là tôi đi tiểu nhiều quá. Ừ. Đêm cũng như ngày hơn cả chục lần vậy đó. Dạ. Nói chung là ra nhà vệ sinh vài mình thấy bất tiện đó bác. Dạ. Mà khi đi tiểu thì tôi không đau, không buốt, nói chung là tiểu rất là bình thường. Dạ. Chỉ có điều là phải nhanh nè. Nói chung là đi không kịp là hay bị xón đó bác. Dạ vâng vâng. Phải thay quần nọ cũng rất là khó chịu. Thì tôi cứ đi khám thì ban đầu là bác sĩ nghi là tôi là bị phì đại tiền liệt tuyến, nhưng không phải. Sau đó thì tôi được cho một đơn thuốc gì uống. Dạ. Uống cũng có đỡ nhưng mà lúc nào cũng có cảm giác là khô miệng, khát nước, mệt mỏi. Nên tôi ngưng. Ai chỉ gì thì tôi uống cái đó. Dạ. Tôi lại còn bị bệnh cái huyết áp nữa bác. Dạ vâng. Vậy thì cho bác sĩ cho hỏi là
tôi có dùng được cái ít niệu khang không á? Dạ vâng. Mà dạ bác sĩ cơ bác sĩ à? Dạ vâng. À, vâng, à, thưa chú Tiến, như thế này, với cái tình trạng của chú là hiện nay là bị hội chứng bàng quang tăng hoạt cộng thêm cái tăng huyết áp, thì bác sĩ chú có thể sử dụng thêm cái ít niệu khang để điều trị cho cái chứng mà hiện nay chú đang đi tiểu nhiều lần trong ngày đó, thì như vậy nó sẽ giúp cho chú ổn định hơn. À, tuy nhiên bên cạnh đó thì chú Tiến cũng chú ý nha, những cái hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện là phải có kết hợp với cái quá trình điều trị những cái giải pháp từ thảo dược, thì như vậy nó mới sẽ giúp cho chú là gì, cải thiện được cái triệu chứng là một, cái thứ hai giúp cho chú duy trì được cái hiệu quả trong quá trình điều trị của mình, và cái thứ ba nữa là khi chú sử dụng như vậy đó thì lại giúp cho chú ổn định được cái huyết áp nữa. À, thì mong rằng cái chia sẻ này sẽ giúp cho chú có được cái giải pháp tốt để cho chú có lấy lại được cái sức khỏe của chú. Dạ. Dạ vâng ạ. À, và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với phần chia sẻ của bác Sơn, và chúng ta cũng có thể thấy là tiểu đêm tiểu nhiều lần là một cái vấn đề mà gặp rất là nhiều những cái sự khó khăn đúng không ạ? Và ngay lúc này đây thì quan quý theo dõi đồng hồ thì chúng ta vẫn còn là 5 phút nữa. Không biết là bây giờ mình có còn kịp để mình có thể là kết nối thêm một vị khán giả nữa đúng không ạ? Dạ vâng. Bây giờ thì chắc là tới lượt một khán giả là người ngồi cùng với bác Sơn nữa không ạ? Tại vì thật ra là khi mà lắng nghe những phần chia sẻ của bác Sơn á, thì Quang Quý cũng nhớ về mẹ của mình, và mẹ cũng đã có một vài những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà ngày xưa thì Quý không có biết nhiều về ít niệu khang. Lúc đó thì Quý cũng chỉ nói là thôi mẹ đi khám bệnh đi. Đó, nhưng mà thật sự là bên cạnh cái việc là chúng ta lựa chọn những cái việc là có tư vấn của bác sĩ, sử dụng thuốc, rồi cái việc mà chúng ta sử dụng thêm những cái loại thảo dược như vậy, đối với từng đối tượng khác nhau thì mình cần phải có những cái lưu ý gì thưa bác sĩ? Dạ vâng, đầu tiên thì hiện nay đó, với cái công nghệ hiện đại thì thường thường cái sử dụng thảo dược đó, nó đòi hỏi như vậy. Thì cái thảo dược bao giờ khi chúng ta nghe đó, chúng ta cũng nói à thôi tôi đi lấy cái mầm đậu nành tôi gieo lên xong tôi uống được không? Yeah. Thì thật sự ra đó là khi mà dùng thảo dược á, thì nó đòi hỏi, cái nhà chuyên môn đòi hỏi là thảo dược đó phải có nguồn gốc rõ ràng. Lý do tại sao có nguồn gốc rõ ràng? Vì thảo dược á, khi thu hái nó đòi hỏi là nó có cái mùa. Mùa thu hái thì khi đó cái hoạt chất ở trong những thảo dược đó mới có cái tác dụng. Cái thứ hai, sau khi thu hái về xong thì cái dược thảo đó phải được bảo quản. Thì như vậy cái hoạt chất ở trong cái dược thảo đó nó mới có cái hiệu quả sau này. Và cái thứ ba nữa là phải có cái kỹ thuật chiết xuất. Là hiện nay đó, để cho chúng ta tránh là chúng ta ôm một rổ cho rau để chúng ta nấu, thì các nhà khoa học người ta sẽ chiết xuất thành những cái hoạt chất, và như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta tránh đi những cái tạp chất. Và do đó với cái công nghệ hiện nay thì bác sĩ nghĩ là chúng ta nên sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược mà thứ nhất là đã được nghiên cứu trên thực nghiệm. Vì các nhà khoa học người ta sẽ nghiên cứu là có những cái hoạt chất này, và những hoạt chất đó phải chiết xuất ra bằng cái công nghệ nào. Như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái hoạt chất, cái tác dụng của hoạt chất. Cái thứ hai là những cái chất chất tạp chất không có. Và cái thứ ba nữa là với những cái công nghệ đó thì người ta tính được cái liều lượng của những hoạt chất với cái tác dụng. Và đặc biệt là hiện nay nếu chúng ta cứ phải sắc lít kít mang theo không được, thì do đó cái tiện dụng là các nhà khoa học người ta đóng thành viên hoặc là cái gói cho chúng ta dễ sử dụng. Thì bác sĩ nghĩ hiện nay nếu mà chúng ta với những cái người như là không có điều kiện lắm, hoặc là chúng ta phải sử dụng dược thảo mà chúng ta không có cái điều kiện hoặc có thời gian để nấu nướng, thì chúng ta có thể dùng những cái giải pháp từ thảo dược mà đã được các nhà khoa học nghiên cứu và đã được chiết xuất, bào chế theo những cái công nghệ hiện đại. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái hiệu quả. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với rất nhiều những chia sẻ hữu ích từ bác sĩ. Và tiểu đêm tiểu nhiều lần thì không hề là một cái chuyện đơn giản, mà là dấu hiệu cảnh báo cơ thể của chúng ta đang có bất thường. Trong đó nguyên nhân phổ biến nhất đó chính là bệnh bàng quang tăng hoạt OAB. Bệnh càng để kéo dài thì lại càng nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như là làm suy giảm sức khỏe của người bệnh. Và con Quý cũng hy vọng là sau những tư vấn nhiệt tình và chi tiết đến từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả quý vị đã hiểu hơn về căn bệnh mà mình đang mắc phải. Và mặc dù chúng tôi cũng đã kéo dài chương trình lên tới 60 phút nhưng mà thời lượng có hạn, cho nên là không tư vấn được hết các câu hỏi của quý vị khán giả. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 6723. Xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 1800 6723 để được tư vấn thêm về bệnh và cách điều trị vấn đề về tiểu đêm quý vị nha, tiểu nhiều lần cũng như là bàng quang tăng hoạt OAB. Một lần nữa xin được cảm ơn sản phẩm ít niệu khang đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Phobis để đồng hành cùng với chương trình. Sản phẩm ít niệu khang, sản phẩm tiên phong chữa Goles từ Thụy Sĩ, gồm chiết xuất hạt bí đỏ Pepo và mầm đậu nành, giúp giảm rõ rệt số lần tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu sóng, tiểu không kiểm soát và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, hiệu quả trên 96% người dùng ở cả nam và nữ. Và trong chương trình ngày hôm nay, nhãn hàng ít niệu khang dành tặng ưu đãi đặc biệt mua 3 lọ tặng 2 hộp cho 100 khách hàng gọi đến số 1800 6723 đặt mua ít niệu khang.
Theo đó, 100 khách hàng đầu tiên đặt mua 3 lọ ít niệu khang 80 viên sẽ được tặng ngay 2 hộp 20 viên, tổng giá trị lên tới 310.000 đồng. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sơn đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian quý báu của mình đồng hành cùng với chương trình. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, và đến đây thì chương trình tư vấn sức khỏe bạn hỏi thầy thuốc trả lời cũng xin phép được khép lại. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.